Xin chào tất cả mọi người nhé, Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là nạp kim cương vào cái tựa game Free Fire này qua cái ứng dụng là Zalo Pay nhé mọi người nhé Thì tất cả những cái video liên quan đến cái tựa game này, ví dụ như là tạo tài khoản game Free Fire bằng Gmail, liên kết tài khoản uh, Zalo Pay với Gmail tạo tài khoản Zalo Pay và cách nạp rút tiền ở trên Zalo Pay uh, thì mình đều để những cái video đó ở dưới Ờ, phần mô tả của video này các bạn có thể là kích vào để chúng ta có thể là xem nhé mọi người nhé thì ở đây uh, là cái trang chủ của tựa game Free Fire thì chúng ta chỉ việc là uh, ấn vào phần là uh, lạp kim cương này thôi đó ở đây mình sẽ kích vào nhé đó thì ở đây là tất cả những cái gói chúng ta cần nạp kim cương uh, có thể là các bạn nạp cái gói thấp nhất là 25.000 đồng hoặc là cao nhất là 1 triệu ba nhé mọi người nhé Thì ở đây mình làm video hướng dẫn cho mọi người Thế nên là mình sẽ nạp cái gói thấp nhất nhá mình sẽ chọn vào gói 25.000 này Lúc này nó sẽ chuyển sang một cái giao diện để cho chúng ta thanh toán ở trên cái cửa hàng là Google Play. À, ví dụ như là của mình thì mình chỉ có một phương thức thanh toán là Zalo Pay thôi thì nó sẽ hiện luôn ra như này. Hoặc chúng ta có thể là kích vào phần mũi tên để chúng ta đổi sang những cái phương thức mà chúng ta đã lưu ở trên cái tài khoản Google của chúng ta nhé mọi người nhé. Ở đây có thể là thẻ Visa này hoặc là thẻ ghi lợ này thì ở đây mình sẽ thanh toán bằng Zalo Pay nhé mọi người nhé. Nắm người là chúng ta cũng có thể là thanh toán bằng Momo được thì mình cũng có video liên kết Momo với cả cái tài khoản Google nhé. ở đây thì mình sẽ thanh toán bằng Zalo mình sẽ thoát ra này. rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kích vào cái phần là mua cho mình. lúc này các bạn cần phải là đăng nhập uh, cái mật khẩu của cái tài khoản Gmail của các bạn vào để chúng ta xác minh nhá. OK, sau khi xác minh xong thì mình sẽ kích vào phần là hoàn tất nhá. thì là nó sẽ xử lý cho mình. đó tiếp theo này thanh toán thành công này yêu cầu xác thực với giao dịch thì mình có và luôn luôn mình ấn vào phần là ok này đây cái tài khoản Zalo Pay của mình đã trừ tiền nhá bạn cũng muốn mua thẻ cả tuần thôi mình để sau nhá Zalo Pay của các bạn cần phải đủ tiền để chúng ta có thể là thanh toán nhá đây mình sẽ có thông báo là mua thành công này vật phẩm sẽ được thêm vào tài khoản của bạn mình ấn vào ok này đó lúc này là cái tài khoản của mình đã hiện lên là đang có là 100 kim cương rồi nhé mọi người nhé rất đơn giản như vậy thôi ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là lạp kim cương ở trên cái game là free fire này nhá mọi người nhá. thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình like đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình